Chào các bác nhá, shop Tân Ánh, chào thân ái anh em. Giới thiệu với anh em một cái lô hàng mới nhá, shop mới nhập được. Đây, xin mời các bác cùng xem. Rồi, bật mí luôn với các bác nhá. Đây là cái lô hàng ống nhòm du lịch nhá, ống nhòm du lịch. Hàng này là hàng nhập khẩu, nhưng mà thực chất các bác là nhập khẩu Trung Quốc nhá. Thông báo thẳng luôn, hàng này toàn bộ là hàng nhập khẩu Trung Quốc. Đây, đây là cái bao bì của nó nhá. Tôi sẽ lấy một cái ra để giới thiệu chi tiết với các bác. Cái này thì có mấy chục cái đây. Bác nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ nhá. Cái hàng này là ống nhòm du lịch. Ống nhòm du lịch, ống nhòm hai mắt đây. Đây, tôi giới thiệu cụ thể với các bác nhá. Đây là cái bao bì. Giờ mình cùng khám phá cái nội thất bên trong nhá. Rồi. Trong có một lớp phủ bóng này. Cái này thì sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn thông số về sản phẩm. Nhưng mà cái này là nó làm tiếng Anh đấy nhá, các bác đọc nghiên cứu thêm. Rồi tới cái túi vải đeo, túi vải này, túi vải này là chắc chắn nó sẽ có dây đeo, dây nó nặn ở trong này, thì khi các bác dùng mà các bác muốn đeo thì các bác sẽ lôi dây ra như thế này, nha, lôi dây ra. Đây là túi đeo nhá. Bây giờ tôi sẽ lấy cái ống nhòm phía trong ra này. Rồi. Rồi đây nó còn cái dây đeo nữa và một cái miếng vải để lau, miếng khăn lau nhá. Ống nhòm này là ống nhòm hai mắt, dùng để anh em dùng để quan sát. Đây, các bác xem đây. Màu bộ đội nhá, màu bộ đội này. Ở đây thông số của nó là 6 x 50, 60 x 50. 60 x 50 ở đây ấy, có nghĩa là cái 50 này này là cái đường kính nhòm. Thế còn 60 chính là cái độ zoom ấy, độ zoom ấy. Còn cái cự ly nhìn của nó là tới 1000m các bác nhá, 1000m. Cái này là cái chắn bụi phía phía đằng giáp mắt mình. Các bác quan sát, các bác bỏ cái này ra. Còn phía bên này thì nó tiện cho các bác là có hai dây giữ sẵn luôn. Các bác là khi nào nhòm mà các bác bỏ xuống như này, bỏ xuống như này thì nó sẽ treo như này cho các bác nhé, treo như này các bác. Thế còn các bác không dùng nữa thì các bác úp vào đây để tránh bụi, tránh chạm vào cái ống kính nhá, vào cái mắt kính nhá. Khi các bác nhìn nhá, các bác nhìn thì các bác điều chỉnh cái này này, có thể là quặp xuống hoặc là cọp lên, làm sao cho cái khoảng cách này nó phù hợp với khoảng cách cự ly mắt của các bác nhé. Đây có mấy cái điểm chỉnh này, không cộng trừ thì chỉnh tiêu cự thôi, các bác có thể nằm giữa. Thế còn cái điểm quan trọng nhất là cái điểm này này, cái điểm này nhé, là cái điểm chỉnh tiêu cự để cho nó các bác nhìn ở cái khoảng cách gần hay khoảng cách xa nhé. Khoảng cách gần hay khoảng cách xa thì các bác phải chỉnh cái này thì mới được cái hình ảnh nét. Bây giờ các bác nhắm mục tiêu, nhắm hình ảnh là điểm cách xa bao nhiêu mét, 200m, 300m thì các bác giữ nguyên vậy. Xong các bác xoáy cái điểm này, xoáy này khi nào thấy ảnh nó trong nó nét thì các bác dừng lại, thì lúc đấy là cái ảnh nét nhất nhá. Lúc ảnh nét nhất là nó phù hợp nhất với cái tiêu cự của các bác nhắm, là từ tại cái điểm các bác nhòm cho tới điểm mục tiêu nhòm, điểm đích nhòm ấy là bao nhiêu mét thì nó chỉnh cái vòng này cho nó phù hợp nhá. Cái ống này gọi là ống nhòm du lịch, ống nhòm hai mắt cho các bác anh em đam mê săn bẫy đi chơi, anh em đi tìm ong, đi quan sát tìm ong rất là tốt. Hoặc là các bác đi đặt bẫy cách mấy trăm mét ấy, muốn quan sát cái cảnh mà con mồi nó về nó đấu ấy, thì các bác dùng ống nhòm này quan sát cực kỳ hay nhá. Cái này thì giá thành nó cũng rẻ thôi, vài trăm nghìn thôi nhá, không tới 1 triệu. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với shop thì shop sẽ báo cho bác cái giá tại thời điểm các bác alo nhá. Đây, hàng rất là đẹp, màu bộ đội, kiểu thời trang nhé, kiểu thời trang. Ống nhòm hai mắt, ống nhòm du lịch, ống nhòm cho anh em quan sát, anh em tìm ong. Đây, hình thức mua hàng thì vẫn là các bác alo trực tiếp, cung cấp số điện thoại cho shop. Shop sẽ ship hàng COD, ship hàng COD cho các bác nhé. Các bác nhận được hàng, bóc hàng ra kiểm tra, giống như tôi còn đấy, tôi bỏ hộp ra đấy, và các bác đưa lên mắt nhìn thử, quan sát thử ưng ý đúng như là thỏa thuận với shop thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng, không cần phải đặt cọc nhé. Các bác lưu ý shop nhận ship hàng COD đi toàn quốc qua 2 đơn vị Viettel và đơn vị Bưu điện, các bác nhận đơn vị nào cũng được nhé. Mẫu ống nhòm du lịch xin gửi tới các bác quan tâm thì vui lòng liên hệ với shop nhé. Anh em đang theo dõi clip trên YouTube của shop thì mời các bác vui lòng ấn nút đăng ký ủng hộ kênh thì các bác sẽ cập nhật được những cái video giới thiệu những sản phẩm mới tới các bác nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Chúc anh em sức khỏe, thành công. Xin chào.